Ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà mình hàn chì một cách đơn giản và dễ hiểu nhất nha các bạn. Làm sao cho cái mối hàn mình nó sạch đẹp và mình cần ít dụng cụ nhất có thể. Thì đầu tiên á, mình nói về vấn đề vệ sinh mối hàn nha các bạn. Như đây, mình có một cái bùi nhùi nha các bạn. Bùi nhùi trà son á, thì các bạn nên mua một cái như thế này nha. Sau đó các bạn cần nữa là nhựa thông nha các bạn. Và chì thì các bạn không thể thiếu rồi. Thì đầu tiên khi mà các bạn bật mũi hàn lên á, thì mình nên vệ sinh cái mũi hàn mà trước nha các bạn. Mình sẽ chà vào đây, mình sẽ nhúng một chút nhựa thông và mình sẽ chà vào đây. Đây, khi các bạn chà xong á, các bạn lấy cái chì nè, các bạn để vào cái đầu mũi hàn nha. Đây, đấy, các bạn để vào đầu mũi hàn và các bạn chà lại một lần nữa, mình nhúng nhựa thông một lần nữa, mình chà lại và mình sẽ thêm một tí chì vào đây. Đây, đây là xong cái bước khởi động nha các bạn. Đây là cái kỹ thuật đơn giản nhất, là cái kỹ thuật suy trì nha các bạn. Mình hàn hai cộng dây điện này là dính với nhau. Tuy nó đơn giản như vậy nhưng mà mình biết rất là nhiều hàng người hàng không có đẹp nha các bạn. Thì tất nhiên đầu tiên các bạn phải cắt dây điện này, bạn cắt dây điện ra. Thì mình thấy cũng có nhiều người á là nhúng vào nhựa thông các bạn, nhúng vào nhựa thông như thế này nè. Đây, đấy, như thế này là không có nên các bạn. Các bạn chỉ cần hàn vào chì thôi. Đây mình có nguyên cái đoạn điện nè, mình sẽ hàn vào chì thôi. Đây mình sẽ hàn vào chì như thế này. Đấy các bạn thấy không, cái mối hàn rất là sạch đẹp nha. Đây, đây rất là đẹp các bạn. Mình không cần nhựa thông đâu. Nhựa thông mình hạn chế sử dụng nhất có thể nha các bạn. Mình không nên sử dụng nhựa thông nhiều đâu. Cái thứ nhất á, vì nhựa thông nó rất là độc các bạn. Thứ hai là nó sẽ làm dơ cái mũi hàn của mình nha các bạn. Dơ cái mối hàn của mình á, trong cái bản thân là chì là nó sẽ đã có nhựa thông rồi, cho nên mình khi mình hàn cũng hạn chế sử dụng nhựa thông nha. Đây, thì để nó hai đoạn dây điện với nhau, các bạn cần suy trì trước. Đây mình suy trì trước như thế này, thì sau đó các bạn chỉ cần hàn lại với nhau thôi. Mình suy trì một tí vào cái đầu mũi hàn đó các bạn, sau đó mình hàn lại với nhau thôi. Đây, đơn giản thật các bạn, mình hàn đơn giản thôi, không được đẹp lắm nhưng các bạn thấy dính rất là chắc nha, không có ga nổ đâu các bạn. Đấy, cái này cái kỹ thuật cơ bản nhất nha. Cái kỹ thuật thứ hai là mình hàn vào mạch điện các bạn. Ví dụ như mình để mình tìm một con linh kiện mình hàn cho các bạn xem. Như đây mình có một con sân can này các bạn. Nhưng các bạn muốn hàn vào đây thì trước tiên á, thì đối với các sân can tháo máy nào, bất kỳ con linh kiện nào, thì các bạn cần vệ sinh cái chân trước nha các bạn. Các bạn cần cái vệ sinh trước cái chân trước, các bạn vệ sinh sơ sơ thôi các bạn. Đây mình cạo sơ sơ cho nó ra cái mối cái ten mà ở trên cái chân nó đó, rồi mình hàn nó mới dính, nó mới quành, nó được chất lượng nha các bạn. Đây, và khi mà hàn các bạn chỉ cần gắn vào đây thôi. Đây, các bạn gắn vào như thế này nha. Nhưng mà kỹ thuật này thì nó khác kỹ thuật kia tí đó các bạn. Thì các bạn cần để cái mũi hàn mình nè, mình nên để mũi hàn mình vào trước cái mối cần hàn nha. Đây, các bạn để một tí cho nó nóng cái mối cần hàn rồi các bạn cứ để chì vào thôi. Đây, các bạn đừng có lấy cái mũi hàn ra nhanh nha, các bạn cứ để về, xong tí rồi các bạn sẽ lấy ra. Đây, các bạn nhìn thấy cái mũi hàn nè, các bạn thấy nó rất là đẹp nha. Mình không có cần nhựa thông đó các bạn. Mình thử lại một lần nó cho các bạn xem nè. Đây mình hạ máy quay xuống nha các bạn. Đây mình hạ máy quay xuống cho các bạn xem. Thì khi mà hàn như thế này nè, các bạn nên hàn theo mình nha. Thì mình hàn quen, mình cảm thấy chất cách này là nó tối ưu nhất và nó cái mối hàn mình nó sẽ là đẹp nhất nha. Các bạn để cái mũi hàn mình nè vào cái mối cực hàn, các bạn giữ khoảng tầm 2-3 giây gì đó cho nó nóng lên, các bạn để chì vào đấy, khi đó các bạn nhắc lên thôi, các bạn để một tí các bạn nhắc lên. Các bạn nhìn đây, cái mối hàn nó rất là đẹp nha. Đây rất là đẹp, mình thử làm một lần nữa cho các bạn xem. Các bạn để khoảng tầm 2 giây xong sau đó các bạn chích chì vào, các bạn chờ khoảng tầm 2 giây nữa các bạn dở lên. Đây các bạn thấy mối hàn rất là đẹp nha, nó cũng không có chảy lên tơ luôn nha các bạn. Đây nó không chảy lên tơ luôn nha. Kỹ thuật này rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất là hiệu quả nha các bạn. Mình sẽ nói một cái kỹ thuật thứ ba, tức là kỹ thuật hàn dây, hàn dây qua mạch điện nha các bạn. Đây thì ví dụ như mình có một đoạn dây điện như thế này, mình cần hàn vào cái điểm này, thì cái đầu tiên các bạn phải suy trì cái dây này nha các bạn. Mình phải suy trì dây này, mình cắt cái dây mới luôn cho các bạn xem. Đây, đây thì các bạn có một đoạn dây như thế này phải không? Thì khi mà các bạn hàn từ cái đoạn dây này vào trên mạch điện như thế này, thì các bạn phải suy trì trước cho nó nha. Đây, mình suy trì trước cho nó.
sau đó các bạn cắt cho gọn lại nha các bạn. Và sau đó các bạn cần thêm làm thêm một bước nữa là mình cần xi chì vào cái điểm mình cần hàng, mình đang cần hàng vào điểm này đúng không, thì mình để cho cái mô hàng nó nóng nè, các bạn thấy nóng không, mình chích nhẹ vào một tí chì, một tí thôi nha các bạn. Sau đó mình sẽ hàng ra đây, mình không cần mở hàng hay là cái gì hay bất kỳ nhựa thông đâu nha các bạn. Các bạn nhìn thấy mô hàng rất là đẹp nha, đây nó không có bị lem ra nha các bạn, tất nhiên là rất là cứng rồi. Đây mình thử một lần nữa cho các bạn xem, mình tuốt dây điện, khi mà tuốt dây điện các bạn để ý nè, mình tuốt ít thôi các bạn, mình tuốt khoảng tầm bao nhiêu đây thôi đấy, các bạn đừng có tuốt nhiều, tuốt nhiều chút mình cắt hết cũng vậy à, bao nhiêu đây là vừa được rồi các bạn. Sau đó mình xi chì cho nó, xi chì không cần dây thông luôn nha các bạn. Đây đây các bạn thấy nè, cái mối hàng mình như thế này là được nha. Sau đó mình xi chì lại một lần nữa vào cái điểm cần hàng, ít thôi các bạn đấy. Rồi, các bạn hàng vào thôi, đây rất là đơn giản và đẹp. Mình thấy nhiều người cũng hướng dẫn, mà hướng dẫn gồm gà rồi này là mở hàng này kia đồ nó nhiều, mở hàng này nói chung là nó thật các bạn, nó không cần thiết đâu các bạn. Đây cái mở hàng này á là các bạn thích hợp khi mình xài hàng các linh kiện dán á, thì cái linh kiện dán mình sẽ nói một clip sau nha các bạn, tại vì cái linh kiện dán thì kỹ thuật nó cao hơn kỹ thuật nhiều lắm nha, kỹ thuật nó không phải cao đâu các bạn, chủ yếu là mình quen tay thôi nha. Đấy và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tháo cái linh kiện ra, thì cách này cũng đơn giản nhưng mà nhiều người người ta cần để ống hút các bạn, người ta nhiều người sử dụng ống hút chì nè để hút linh kiện ra thì cũng được các bạn, nhưng mà mình khuyên các bạn là hạn chế sử dụng ống hút lại, để mình thử lấy một con linh kiện này ra cho các bạn xem không cần ống hút luôn nha. Đây mình trước tiên á, mình phải bắt buộc cái hàng cái chân lại nha các bạn, mình cho chì vào ngay chỗ chân này, đây bạn cho chì vào như thế này, sau đó các bạn giữ mũi hàng thôi. Đấy các bạn cho nó nóng đều lên, nhưng một tay các bạn cầm phải cầm linh kiện dưới nha các bạn, tầm như mình đây nè, cái đầu mũi hàng mình nhỏ quá cho nên thao tác hơi khó nha các bạn, nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn lên cái đầu mũi hàng này nha, để cho các bạn không khi sử dụng nó tiện. Cái mũi hàng này thật sự rất là nhỏ các bạn thấy không, nhưng mình sẽ gỡ cái mũi hàng to cho các bạn xem. Nãy mình hàng cái mũi hàng này cũng vẫn là mũi hàng to nha các bạn, nên không cần sử dụng cái mũi hàng công suất cao đâu, mình sẽ gỡ cho các bạn xem. Các bạn nhớ nha, mình đừng có gỉ xuống shop nha các bạn, các bạn cứ để thôi, chứ một tí nó nóng thì nó sẽ tự rớt thôi, mình chỉ lấy tay mình hờ hờ mình ghi nhẹ nhẹ thôi. Đây mà này hai lớp nha các bạn, chứ không phải mịt lớp đâu. Đấy ra nha các bạn, khi mà ra như thế này rồi nè các bạn mới hút nha. Đây mình hút lại cho các bạn xem kỹ thuật hút, thì mình sẽ làm một clip sau nha các bạn, tại cái ống hút mình hiện tại nó bị gần, nó gần sắp hỏng rồi, cho nên mình không có hướng dẫn kỹ thuật hút nha, nhưng mình vẫn sẽ hút thí nghiệm cho các bạn xem. Các bạn lấy theo cách này thì cái mạch tiện của mình là nó được bảo vệ nha, chứ các bạn lấy mà hút tốt thì nó hay bị chóc mạch nha các bạn. Các bạn thấy này, đây rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây mạch này mạch hai lớp nha. Đấy khi mình lấy linh kiện ra được như thế này đúng không, rất là dễ nha các bạn, không cần sử dụng hút nha. Thì mình sẽ lấy cho các bạn một con nữa cho các bạn xem, lấy con khác đây các bạn. Đây mình có một mạch như thế này nha, các bạn muốn lấy con linh kiện này ra thì thông thường các bạn cần hút phải không, hút rất là lâu, mình không cần đó các bạn, mình chỉ cần cho một tí chì vào cái mối hàng này, cái linh kiện mình đang cần lấy. Đấy cho tí chì vào thôi. Đây sau đó các bạn cứ giữ mối hàng thôi, các bạn chào để qua đậy lại như thế này nè, khi mà nó đủ nóng các bạn ghi nhẹ xuống nó sẽ ra thôi. Đấy nó đủ nóng rồi các bạn, các bạn đừng có ghi gấp xuống quá nha các bạn, mình cứ từ từ thôi, nó hơi nóng nha các bạn. Đây xong rồi đó các bạn, đối với các mũi hàng này thậm chí mình không cần ống hút luôn các bạn, vệ sinh cho các bạn xem. Đây một mối nha các bạn, đây hai mối này, đây như thế này là mình gắn chiếc vào được các bạn, mình đâu cần ống hút đâu các bạn. Đây là toàn bộ cái vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nói chung chỉ bao nhiêu đây các bạn, chứ không có cần chi về tới mà cái kỹ thuật là sâu xa quá đâu các bạn. Còn về các linh kiện mình tháo các linh kiện dán như thế này nè, thì clip mình sẽ dành một clip sau nha các bạn, một clip đó nó chắc chắn nó hơi dài clip này, tại vì cái linh kiện này nó rất là khó tháo các bạn, tháo ra là nó một vấn đề, và khi mà các bạn lắp vào nó một vấn đề nữa, đặc biệt khi các bạn dùng mũi hàng á, các bạn hàng linh kiện này vào nó rất là khó các bạn. Còn máy khọ thì mình cũng chia sẻ thật tình với các bạn là máy khọ mình dùng chưa có gành nha, cho nên là mình không có hướng dẫn, khi nào mà mình dùng mà mình nhắm khả năng mình hướng dẫn cho các bạn rồi thì mình sẽ hướng dẫn nha. Thì clip mình tính kết thúc clip các bạn, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách để mà bảo vệ cái mũi hàng. Đây một cái bảo vệ mũi hàng, thì có thể đây là một clip tổng hợp luôn nha các bạn, cho nó hơi dài.
Thì đây, với mình đang có một cái mua hàng như thế này nha. Mà khi mà các bạn muốn tắt mua hàng, mình các bạn muốn nghỉ, các bạn không muốn làm nữa, các bạn muốn tính định rút điện ra, thì mình tuyệt đối không được để như thế này nha các bạn, rất mau hư cái mũi hàng. Đầu tiên các bạn cần một cái bùn nhùi, nãy mình có giới thiệu rồi các bạn, như thế này đây, các bạn chà vào, các bạn chà vào và mình nhúng một tí nhựa thông đấy, mình chà vào đây nha các bạn. Khi mình chà vài lần á thì cái mũi hàng của nó bắt đầu sạch rồi các bạn. Các bạn thêm chì vào đây đấy, mình thêm chì vào cả hai bên luôn nha các bạn. Đấy, các bạn chà lại một lần nữa, sau đó mình thêm chì lại, càng nhiều càng tốt nha các bạn. Ok, tới bước này các bạn tắt 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 cái máy hàng được các bạn. Như thế này nó mới bọt nha. Cái mũi hàng các bạn không bao giờ bị oxy quá nha các bạn. Các bạn cứ để vậy thôi. Để khi mà nó nguội rồi các bạn thì nó sẽ có một lớp chì để mà bảo vệ cái mũi hàng mình nha. Thì khi mà các bạn dùng dọn lâu ngày nó không bị hỏng mũi hàng mình nha. Ok, clip mình kết thúc ở đây nha các bạn. Thì các bạn có cần các ý tưởng gì á thì các bạn cứ nói mình nha, mình sẽ sắp xếp làm clip nha các bạn. Clip mình kết thúc tại đây nha các bạn. We'll be right back.